rảnh rỗi mình quay clip các bé mèo 5 ngày tuổi của mình các bạn nhé. Hiện tại thì các bé đã được 5 ngày và đây là ổ của các bé đây. Các bé hôm bữa trước mình có quay cho các bạn là có hai bé mèo màu sô cô la tối thì qua nửa ngày mình vào và mình thấy các bé, mình tưởng bé là đã đẻ xong rồi thì mình tưởng là chỉ có hai bé thôi, nhưng mà sau khi mình đi công việc về thì xuất hiện thêm hai bé nữa là màu xám xanh, là bé này và bé bên đây. Bố của bé là bé Dodo của nhà mình các bạn nhé. Thì các bé hiện tại đang bú rất là khỏe và mập mạp khỏe mạnh, cũng mừng cho các bé. Hiện tại mình quay clip này để cho các bạn xem về các bé mèo con. Mình rất thích ngắm các bé mèo con ngủ, giống như một số bé đang mơ ngủ hay sao đó, đó giống như bé này đây, đang vừa bú vừa mơ ngủ, nhúc nhích rất là dễ thương các bạn nhé. Và tiện đây mình cũng chia sẻ với các bạn là một số cái loại vitamin cũng như là một số cái chất để mà chúng ta có thể là bổ sung cho các bé khi mà bé mèo mẹ đang nuôi con và cho con bú, để làm sao để có thể có nhiều sữa cho các bé bú thật là đủ sữa các bạn nhé. Thì trước tiên nhé, bên mình thì mình cũng có hay xài cái hũ tôm lim này, cái hũ tôm lim này á thì nó có tác dụng là tăng đề kháng, và đối với một số bé mà bị hô hấp á, thì nó cũng sẽ hỗ trợ điều trị cái vấn đề về hô hấp của cái bé các bạn nhé. Và tiếp theo, và đó chính là một cái gel này, đó chính là một cái loại gel dinh dưỡng bổ sung cho các bé khi mà có bầu cũng như là không có bầu các bạn nhé. Và tiếp theo ở đây một cái rất là vấn đề quan trọng, các bạn biết là sữa là một phần được bổ sung từ canxi, thì chúng ta sẽ phải bổ sung canxi. Thì thông thường cái khi mà các mèo mẹ mà cho con bú thì mình được biết là phải tăng gấp đôi cái lượng canxi mà bổ sung cho các bé, thì thông thường là một phần tư viên 2 kg duy trì hàng ngày. Mèo đang lớn đang mang thai thì 1/2 viên, trọng lượng 2 kg một ngày, thì cái này là cho là 4 đến 5 kg là một viên các bạn nhé. Thì mình sẽ bổ sung nửa viên cho một ngày cho các bé, hoặc là một viên đối với các bé mà cần cái lượng canxi để mà tạo nên sữa thì mình nên cho cái lượng từ nửa viên đến một viên một ngày các bạn nhé. Ngoài ra thì mình còn có một cái lọ thuốc này, lọ thuốc này đối với mình thì mình thường cho các bé ăn thường xuyên, mỗi ngày một muỗng. Nó là một cái khoáng chất của bên một dạng là một khoáng chất và tổng hợp những cái vitamin đó để bổ sung cho mèo. Thì cái này mình thấy là mèo đực, mèo con và mèo mang thai đều ăn được bình thường, nó rất là tốt cho các bé mèo các bạn nhé. Và ở đây là một cái loại vitamin mình cũng hay sử dụng, thì lâu lâu mình cũng sẽ bổ sung cho cái loại này các bạn nhé. Ngoài ra thì đối với một số bé mèo mà các bạn phải đi điều trị bệnh như là sổ mũi sau khi vừa mới có các bé mèo con á, thì các bác sĩ thường phải chích kháng sinh cho các bé. Thì thường á, thì khi mà chích kháng sinh á, các bé mèo mẹ sẽ bị mất sữa, thì chúng ta sẽ phải bổ sung cái gọi là cái cớm lợi sữa để cho các bé có thể tái tạo được cái sữa các bạn nhé, mà để cho các bé có thể tái tạo là nhanh cái lượng sữa để mà cho các bé
mèo con bú, thì cái cơm lợn sữa đó chúng ta sẽ mua ở các nhà thuốc tây của người á, nhà thuốc tây của người. Mình chỉ cần vào mình hỏi là bán một cái loại cơm lợn sữa, thì các chị dược sĩ dược viên sẽ bán cho các bạn và tư vấn cho các bạn nhé. Thì mình xài thôi và mình thấy cũng khá là hiệu quả. Khi mà một số mèo mà mẹ bị ít sữa thì mình sẽ bổ sung vào cái đó, nhưng mà mình bổ sung thì mình theo theo mình thấy thì sẽ bổ sung từ ít nhất 1 tuần. Có nghĩa là khi mà các bé mèo mẹ vừa đẻ là mình bổ sung vô trong cái thức ăn của cái bé liền, thì trong vòng 1 tuần lễ đó mình sẽ có thể là cho bé có cái khả năng tái tạo sữa trong thời gian 1 tuần đó, và giúp và duy trì cho đến khi mà các bé mèo con biết ăn luôn các bạn nhé. Các bạn có vấn đề gì thắc mắc hãy comment bên dưới để mình có thể trao đổi cùng với các bạn và cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái mà các bạn biết để mà chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau các bạn nhé. Một chút nữa mình sẽ thay tã, và mình sẽ thay tã cái tấm tã lót này các bạn luôn các bạn nhé. Mình sẽ lấy cái tấm tã lót này ra và mình sẽ thay một cái tấm tã lót mới sau khi sử dụng một thời gian, thì cái tấm tã lót này nó đã bị dơ rồi, thì mình sẽ thay để mà các bé có một cái nơi nằm sạch sẽ hơn các bạn nhé. Mình sẽ bắt cái bé ra. Khi mà bắt cái bé ra đụng với cái bé thì mèo mẹ sẽ lợi liền. Mình sẽ bắt ra các bạn nhé. Thì bản năng của mèo mẹ thì rất rất là biết chăm con. Rồi bây giờ mình sẽ thả lại vào cho cái bé vào với mẹ. Đây là bé cái màu xám xanh các bạn nhé. Đây rất là dễ thương nè. Sáng nay mình cũng cho các bạn xem cái dê cái tính như vậy nè. Thường như vậy là sẽ là hai hai chấm thì thường là sẽ là bé cái các bạn nhé, nhưng mà mình sẽ chưa xem chưa chính xác đâu, một lớn lên một chút nữa thì mình lúc đó thì mới chính xác các bạn nhé. Đây là bé cái. Đây là bé cái nữa mình, có thể là sẽ là bé cái mình nhé, lớn lớn một tí. Cái này ở đây nè, đây có thể là đây cũng có thể là bé đực. Cái này một lớn một chút xíu nữa mình mới có thể xem chính xác các bạn nhé. Một sô cô la rất là dễ thương, móng vuốt rất là dữ luôn. Về với mẹ đi con.